lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn tô màu những bức tranh mà mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy theo dõi mình tô màu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn.
Bây giờ mình lấy tô màu xong rồi các bạn. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn tô màu những bức tranh mà mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy theo dõi mình tô màu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Ô, mày để cái gì đây? Ta quay đầu. Cô muốn tay mày không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Đưa tay nghe đây, bố nghe. Cứ đéo tiếng à? Mẹ vừa mới chạm vào nó chả mất. Mày đùa tao. Cái bé không? Có cái đệm đó thì đó nhét cao này hai cái luôn nó quách. Cái bé to to thì chơi. Thế tối nay không hát được không? Rồi. Tối nay không hát nhé. Này, tối nay bạn đi đá bóng rồi. Bật, mấy ông qua vừa mày đá rồi, mày đùa tao, tao lắm. Đá hôm nào thì đá. Này đá ngủ ngon, thọ nó gõ. Tì thi. Mẹ bé gì? Đấy cho to này, cho đến giữa, cho đến nửa rồi. Đóng cửa vào, đẩy cửa vào. To quá không? Nghe được. Gầy cô gái cô đơn lắm đây. Nhưng mày vẫn còn hai chục ở đây đấy, tài khoản mà vẫn còn. Cái định mày à đấy thì tí lẻ. Tí cứ chỉ trừ thì cái định mẹ là cả nghề lo đéo. Mày là 10 tí xây. Hay là chiều nhé. Rồi. Hay là chiều nhé. Chiều xích. Chiều đi ăn xúc xích. Đã đâm bao yêu muốn đều là tại an. Đưa tiền ở đó, sức cái đài. Cái đài, thế kia không bảo, anh không nghe tiền bảo à? Đã chuyển đâu? Tí, chắc chừ tối. Nhớ banh nhé. Ừ. Địch mẹ mày lại thì sức cái đài thì có tiền cái xứ nhé. Địch mẹ có tiền thì có thể dành vũ mơ, mua điện thoại. Giờ, giờ chúng nó tất dùng tất dùng 3 mắt thôi. Tất dùng 3 mắt thì giờ thì dành tiền rồi. Kệ, nếu anh không dùng đâu. Mua rách cũng phải mua cái iPhone X. Mẹ dùng cho anh đi vào đội anh dùng gì? Về anh mới mua. Về cầm 25 cũ. Mẹ mua xe đã. Mẹ đi đâu? Đấy. Mua xe đi. Rồi mới đi chứ. Thế nhưng mà mẹ đi nhà mua nó đưa giấy về. Chứ. Thế. Cái gì cho gọi? Gọi cái chắc. Chả thi không gọi xong gọi anh tao mẹ. Trốn đéo được, trốn thật chó vào trốn địt gáo ấy luôn. Trốn đi sau lại trốn tiếp. Bà là đã hết tủ đuổi. Mẹ có 2 năm trời, trốn là không có đéo. Có 2 năm rồi. Vậy là mình đã tô màu xong đấy.